Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Nhà Đất Thiên Tân Lai. Kênh Nhà Đất Thiên Tân Lai hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một lô đất thuộc về thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Lô đất của chúng ta có cái tổng diện tích là 600m², mặt tiền đường là 20m, đi sâu vào 30m và có 200m đất thổ cư. Và lô đất của chúng ta cách đường quốc lộ 14 khoảng độ là 40m nhé, 40-50m. Đây là con đường quốc lộ 14 phía sau nhé. Chúng ta sau lưng mình ấy, có một ngã ba, là chúng ta đi vào khoảng 40m là chúng ta đã đến cái lô đất của mình giới thiệu cho anh em nhé. Lô đất này cũng tương đối là đẹp, cách trường cấp 3 khoảng chưa đầy 1 cây số nhé, cách chợ Mỹ Thạch khoảng 1 cây số, cách trường tiểu học khoảng độ là 1 cây rưỡi số, cách trung tâm thị trấn huyện rơi vào khoảng 5 cây số anh em nhé. Bây giờ xin mời anh em hãy hướng ra màn hình phía trước để mình quay chi tiết lô đất và mình giới thiệu cho anh em. Và đây là con đường quốc lộ 14 anh em nhé. Lô đất của chúng ta đi vào một cái ngã ba trong đây, là khoảng từ cái ngã ba này vào đến lô đất mình giới thiệu cho anh em nó chỉ rơi vào khoảng 50m anh em nhé. Và từ vị trí này chúng ta về thành phố Pleiku rơi vào khoảng độ là 37 cây số. Và cũng trên con đường này chúng ta đi ra ngoài Bắc, như anh em nhìn thấy ở khu vực mặt đường quốc lộ 14 này, dân cư ở rất đông đúc và không thiếu bất cứ những hạng mục kinh doanh nào anh em nhé. Và cái hướng ngược lại chúng ta đi về trung tâm thị trấn huyện Chư Sê rơi vào khoảng độ là 5 cây số nhé. Và cũng trên con đường này chúng ta đi về thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta qua các tỉnh Đông Nam Bộ. Lô đất của chúng ta ra đường quốc lộ rất là gần anh em ạ. Đấy, chúng ta ra đường quốc lộ cũng chỉ rơi vào khoảng độ là 50m. Và chúng ta ra đến quốc lộ này chúng ta có thể mua bán không thiếu bất cứ một loại hàng hóa ở trên con đường, trên hai cái mặt đường quốc lộ và khu vực đây người ta kinh doanh anh em nhé. Bây giờ xin mời anh em hãy theo chân mình đi vào quay chi tiết lô đất. Đây là con đường đi thông qua liên xã anh em nhé. Và cũng là con đường đi vào trường cấp 3 Trường Chinh. Rồi chúng ta đã đến lô đất rồi. Đây lô đất của chúng ta đây, rất là gần luôn. Ra đường quốc lộ chỉ có khoảng 50m là ta ra tới đường quốc lộ rồi. Đây là lô đất của chúng ta nhé. Từ cái vách tường nhà bên này và chúng ta đi sang tới vách tường nhà bên này là 20m và đi sâu vào 30m và có 200m đất thổ cư. Và giá chủ nhà mong muốn đưa ra là 1m là 85 triệu. Đây là một mảnh đất cũng khá là thuận tiện, nằm ngay khu vực của thị trấn Chư Sê. Và chúng ta ra đến đường quốc lộ. Đây, chúng ta ra đến đường quốc lộ ngoài kia cũng chỉ 50m nha. Mình đấy, cái đường quốc lộ ngoài kia là nó đúng cái cổng đấy. Đấy, cái cổng đấy là đường quốc lộ 14 đấy. Rất là gần thôi. Và cũng là cái con đường này chúng ta đi thông, đi liên qua xã nhé. Đi ra trường cấp 3 là chúng ta đi liên qua xã. Và cái miếng đất của chúng ta nó có cái hướng đông bắc anh em nhé. Có hướng đông bắc. Mình xin nhắc lại cho anh em một lần nữa, cái miếng đất của chúng ta là có tổng diện tích là 600m², mặt tiền đường là 20m, đi sâu vào 30m và có 200m đất thổ cư. Và giá chủ nhà mong muốn đưa ra là 85 triệu 1m, có bao sang tên và thương lượng cho anh em. Bây giờ xin mời anh em hãy hướng về màn hình vệ tinh để theo dõi con đường và khu vực dân cư ở đây nhé. Con đường và khu vực dân cư ở đây nhé. Cái vị trí mình đang đứng đây là có cái hình người nhảy anh em nhé. Và lô đất của chúng ta này giáp danh với quốc lộ 14 nhé. Đấy, giáp danh với quốc lộ 14. Và cái lô đất của chúng ta thì nó... Lô đất của chúng ta thì một bên là quốc lộ 14 và một bên là đường tránh của thị trấn huyện Chư Sê. Và lô đất của chúng ta rất là đẹp. Đây, gần trường học này, gần quốc lộ. Và đất của chúng ta là đất ODT, tức là đất thuộc về đô thị anh em nhé. Đất của chúng ta thuộc về đô thị. Và chúng ta xuống chợ này, chợ Mỹ Thạch đây nhé. Chợ Mỹ Thạch cũng rất gần thôi. Chúng ta xuống chợ Mỹ Thạch là chưa đầy 1 cây số là chúng ta đã xuống chợ Mỹ Thạch rồi. Và bây giờ mình sẽ kéo về cái màn hình Google Map nhé, để anh em xem cái khu vực dân cư ở đây nhé. Đây,
Đây là Google Map, là khu dân cư này. Bây giờ mình sẽ kéo về dân cư. Đây, như anh em nhìn thấy nha, đây là cũng là cái vị trí có cái hình người nhảy này. Đấy, chúng ta đi ra con đường đây, ra đến con đường quốc lộ 14 cũng rất gần, khoảng 50 m. Và như anh em nhìn thấy ở khu vực này thì dân cư ở rất là đông đúc nhá. Đây, dân cư ở rất là đông đúc, dày đặc ở khu vực này. Và chúng ta đi ra con đường quốc lộ và chúng ta sẽ kéo về khu vực ấy nhé. Khu vực quả chợ Mỹ Thạch về trung tâm. Đấy, trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê. Đây, như anh em nhìn thấy ở khu vực đây thì kinh doanh buôn bán hiển thị trên Google Map rất là nhiều những hạng mục kinh doanh. Này. Đấy, chúng ta xuống ở đây thì những con đường bàn cờ ở lô 2, lô 3 rất là nhiều những con đường bàn cờ nhé. Đây. Về đến đây là chúng ta đã về tới trường tiểu học nhé. Về đến trường tiểu học thì rơi vào khoảng 2 cây số, chưa tới 2 cây số là chúng ta về trường tiểu học, khoảng 1 cây rưỡi thôi. Đây, xuống đến đây là trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê nhé. Bên này là công viên Phạm Văn Đồng này. Đấy, bên này công viên Phạm Văn Đồng. Còn bên đây là khu vực của sân vận động nhé. Sân vận động huyện Chư Sê. Và chúng ta đi một chút nữa thôi là chúng ta đã xuống ngã ba chợ, trung tâm của chợ lớn huyện Chư Sê. Đây, xuống đến đây nữa là ngã ba nhé. Ngã ba quốc lộ 25 và quốc lộ 14. Quốc lộ 14 thì chúng ta đi ra ngoài Bắc và chúng ta qua thành phố Hồ Chí Minh. Còn quốc lộ 25 thì chúng ta qua Phú Yên và chúng ta qua Nha Trang. Và trên chỗ trung tâm ngã ba là thì có bên này là siêu thị Comac và bên này là chợ lớn này, bên một bên là điện máy xanh và bên này là công viên Cà Bán Lơn. Và như anh em nhìn thấy thì khu vực của thị trấn huyện Chư Sê, cái địa bàn rất là rộng và đường bàn cờ dày đặc. Và tất cả cơ quan, ban ngành, trường học, ủy ban đều nằm khu vực trung tâm này nhé. Vậy là hôm nay mình vừa giới thiệu cho anh em một lô đất thuộc về thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ theo mình số 0946980644. Cuối cùng, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất mình đăng trên YouTube nhé.